Hướng dẫn sử dụng Chesone 300W PIT diệt trừ côn trùng chích hút. Xin chào các bác nông dân. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng Chesone 300W PIT, một loại thuốc đặc trị côn trùng chích hút gây hại cây trồng. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu thành phần của sản phẩm này nhé. Chesone 300W P chứa các hoạt chất chính như acetamiprid 100g/kg, bupropion 150g và isoprocarb 50g/kg. Các chất phụ gia khác cũng được thêm vào để tạo thành 1kg sản phẩm. Vậy Chesone 300W P có tác dụng gì? Sản phẩm này đặc trị trứng và côn trùng chích hút như rầy nâu, bọ trĩ, bọ xít muỗi, bọ phấn trắng, rệp sáp và rệp muỗi. Đây đều là những loại côn trùng gây hại phổ biến trên cây trồng. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng 300W P cho từng loại cây. Đối với lúa, để trị rầy nâu và bọ trĩ, các bác pha 15-20g Chesone 300W P và một bình xịt 16 lít nước. Phun thuốc khi sâu rầy xuất hiện ở giai đoạn 1-2 tuổi. Lưu ý tuyệt đối không sử dụng thuốc này khi lúa đang trổ bông. Đối với cây điều, tiêu, cà phê, cây ăn trái, nhãn, nho, xoài, cam quýt, để trị bọ xít muỗi, bọ trĩ, bọ phấn trắng, rệp sáp và rệp muỗi. Các bác pha 10-15 Chesone 300W và một bình xịt 16 lít nước, hoặc 100-150g cho một phuy 200 lít. Liều lượng sử dụng là 0,1-0,3 kg/ha và lượng nước phun là 400 lít/ha. Nhớ phun thuốc ngay khi sâu rầy xuất hiện và nhớ tuân thủ đúng liều lượng và thời điểm phun nhé. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ thêm một số kiến thức hữu ích. Rệp sáp là gì? Rệp sáp là loại côn trùng nhỏ. Chúng bám vào cây và hút nhựa, khiến cây suy yếu, kém phát triển và giảm năng suất. Làm sao để biết cây bị rệp sáp tấn công? Cây bị rệp sáp tấn công thường có lá và cành bị dính nhựa, xuất hiện màu trắng hoặc đen do nấm mốc phát triển. Ngoài Seso 300W P, các bác có thể tham khảo thêm các sản phẩm trị nấm khác như Fos 112 Gold chuyên dùng cho cây ăn trái. Nếu cần thêm các sản phẩm trị côn trùng chích hút, các bác có thể tham khảo TVG 28 600 PST và Auto Hyrum 4 SCETD. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn, các bác đừng ngại gọi ngay hotline 0776 742 305. Đừng quên truy cập và theo dõi upran.vn để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích về chăm sóc cây trồng nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu.